Cậu đặt cược. Một đồng đại dương. Điều đó có nghĩa là tôi đã cược một lần nữa. Vấn đề là anh chấp nhận hay không thôi. Vẫn là không nên đặt nó ở đây, để tránh cậu gian lận đổi bài. Đẩy cái bàn vào đây. Tới ngay. Cái bàn này không được đâu. Tôi cược hết. Tôi sẽ cược chân tay cậu và mông của ba cậu. Anh không thể bóc được bốn con ếch. Còn chưa biết được. Tôi thích ăn gà, chọi gà và ăn trộm gà. Tôi muốn đi toilet một chút. Cậu không được đi. Lỡ ai đó tấn công cậu khi cậu ở trong toilet, cậu sẽ bị đánh nếu gọi điện thoại. Cậu đừng nghĩ tới việc gọi người khác tới thay thế cậu và đặt cược với tôi. Cược xong ván này rồi cậu muốn đi đâu thì đi. Ngồi đi. Giết hắn. Thu súng lại. Được. Tôi đã được trời định là may mắn cả đời. Tôi theo. Giết hắn. Tôi cược vợ lớn, vợ bé của anh, dì, mẹ đỡ đầu, bảo mẫu, mẹ ruột của anh. Bất kỳ ai thua thì người đó và cả gia đình đều phải chết. Tôi đặt cược súng của bốn người hầu của anh. Khui bài đi. La Sâm, cậu thua chắc rồi. Lá bài của tôi là con ếch. Cậu an nghỉ đi. Lá bài của anh không phải là con ếch mà là một lá bài trắng. Vậy mà cũng không biết. Tôi không cần kiểm tra nữa. Bốn con ca thắng ba con ếch. Chấp nhận số phận đi. Chân tay tôi không cần nữa. Nổ ba tiếng súng cho tôi đi. Chết tiệt. Đứng im. Có giỏi thì nổ súng. Bảo họ đừng lộn xộn. Nổ súng đi. Giết hắn. Anh đến làm gì vậy? Có một nhiệm vụ đang chờ cậu. Bây giờ tôi đang ở trong kỳ nghỉ mà. Vậy cậu tự nấu nướng đi. Sao anh không giúp tôi vậy? Tại sao? Vì tình bạn đi. Ai là bạn bè với cậu chứ? Vậy hãy vì đất nước và dân tộc đi. Vậy thì càng phải đánh. Được rồi, coi như là vì nhiệm vụ đi. Chẳng phải cậu đang trong kỳ nghỉ sao? Được rồi, tôi quỷ nó rồi. Vậy còn nghe được. Mặc áo giáp sao? Giao cho anh đó, tôi đi trước đây. Số 1, mau tới cứu tôi với. Số 1, cứu tôi trước đã. Phi Long Toàn Phong. Anh đùa tôi đấy sao? Nói cậu là đùa đẻo cán. Không, tôi là đùa đẻo cán. Đi nhanh lên. Không được chạy. Nhảy xuống đi. Giết hắn. Thank you.
La Sâm, bên này. Đứng im. Còn đánh nữa, đi thôi. Hứa anh hùng, quay xe lại đây. Đứng lại. Đứng lại. Nè, lên trên rồi nói. Lên đi, nhanh lên. Dĩ Nhiên Chính, Đàm Vĩnh Lân, Lưu Đức Hòa, Hồng Kim Bảo, Mai Diễm Phương, diễn viên Mạc Thiếu Thông, Miêu Kiều Dĩ, Lâm Tuấn Hiền, Huệ Thiên Tứ, Lâm Quốc Trần, Hồ Chí Dĩ, Đường Lệ Cầu, Trần Gia Linh, Thích Mỹ Trần. Thật sự không còn cơ hội nữa sao? Nói gì đi chứ. Đào thế này thì tuần sau cũng không thoát ra ngoài được. Hứa anh hùng, nếu tối nay không gặp được bạn gái thì anh sẽ không trở thành chú rể được. Thế thì không thể động phòng rồi. Dùng vũ lực là được rồi. Mình tôi cần 9 người. Nhưng bên ngoài đã phải có 9 tên. Bộ các người chết hết rồi sao? Không được. Nếu ra tay thì chắc chắn sẽ có thương vong. Tôi không muốn liên lụy tới mọi người. Thế này đi, chúng ta nói thẳng với họ luôn. Bảo họ để cậu đi. Anh nói chuyện đúng là dớ dẫn mà. Trong khi anh đang cố gắng muốn thoát ra ngoài thì có nhiều người lại đang đi vào. Đừng nói nhảm nữa, tránh ra. Anh may mắn thật, lần này nhất định sẽ ra ngoài được. Vậy là có thể động phòng rồi nha chú rể. Anh ra ngoài nhớ giúp tôi đưa thư cho A Trân nha. Nói với em họ tôi là ráng đợi tôi về nha. Khi nào về nhớ mua giùm tôi 2 tá bao cao su nha. Mấy cậu có còn là con người không? Bộ hứa anh hùng ra ngoài để làm việc vô nghĩa cho mấy người sao? Đại Sa, Tiểu Kha, Xóa Quỷ, đợi một lúc nữa các cậu nhân cơ hội gây náo loạn. Dân, được rồi. Ba người các cậu làm việc thông minh lên một chút. Nếu anh ấy không ra ngoài được thì ba cậu cũng không yên đâu. Nhưng mà không cần nói, khi anh ra ngoài tôi sẽ bảo quản bàn chải đánh răng cho anh. Tôi sẽ giúp anh chăm sóc Lệ Hoa. Cảm ơn. Nếu như bọn họ thật sự không kiềm chế được, tôi đành phải hy sinh thôi. Và mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Anh ngốc sao? Anh có thể chịu được bao lâu? Tránh ra đi. Hứa anh hùng, các người không phải là người mà. Chúng tôi chỉ muốn nói tạm biệt với anh ấy mà thôi. Nói lời tạm biệt với anh ấy, tiện thể mong anh ấy qua lại chứ gì. Đến lúc đó thì vợ anh ấy sẽ thành trộm bắt cóc anh ấy đi. Thôi đừng nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta chọn một người mà mình ghét, xong rồi giả vờ đánh nhau. Tưởng tượng là kẻ thù giết cha, không cần nương tay. Đánh chết hắn. 1, 2, 3. Không phải tôi, còn phải tôi đánh nhầm người rồi. Đánh người kia, bên trong có đánh nhau đó. Trả lại mèo cho tôi. Đứng im, đứng im. Bộ đây là sở thú sao, xếp hàng đi. Sao còn không đi? Tôi sợ mọi người nhận ra tôi. Đi thôi. Ai nhận ra cậu chứ? Sau khi tôi và Miên qua đường hạ gục lính Nhật, anh lấy xe và đi đi. Miên qua đường, đừng sợ, đánh không trúng. Nhanh lên. Giúp tôi ngăn mấy tên lính giật đó lại, nhanh lên. Cái quái gì thế này, sao người của mình lại đánh người của mình? Ngăn họ lại, không được để họ đi. Ngăn họ lại,
Bảo họ lui lại. Lui lại. Dừng lại. Chết tiệt. Hứa anh hùng, Thảo Mộc Lan. Đợi một chút, làm gì? Em không thở được. Sao em giống chim cỏ kiến vậy? Thôi bỏ đi, trước kia em hôn 4 tiếng liền không cần dừng lại để thở mà. Gần đây phổi của em hơi yếu. Phải rồi, lần này chắc anh đã rất vất vả mới có thể ra ngoài. Không sao cả, chỉ cần gặp được em thì khổ cách mấy anh cũng vượt qua được. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ nào vậy? Thực ra em đã nói dối anh một số chuyện. Răng của em là giả sao? Không sao, anh cũng dùng răng giả mà. Em có hình xăm hả? Hình xăm là một nghệ thuật đỉnh cao, cũng làm cho em hấp dẫn hơn. Không phải, cho dù em có con riêng anh cũng không để ý. Anh sẽ coi chúng như con ruột. Không phải. Chẳng phải em nói với anh rằng ba em là triệu phú sao? Nếu như không có 10 triệu thì ít nhất cũng có 1 triệu chứ. Ba em không có tiền, còn nghèo hơn cả anh nữa. Đây mới là vấn đề. Nhưng không quan trọng, anh yêu em đâu phải vì tiền. Anh đối với em rất tốt, nhưng em lại có một chuyện nữa giấu anh. Chuyện gì em nói đi. Ở đây không phải chỉ có hai chúng ta. Mẹ em cũng tới đây sao? Dừng lại. Dừng lại. Tên béo kia, anh muốn giết anh ấy à? Nếu anh ấy mất cộng lông nào, tôi sẽ tính lên người của anh đấy. Lo lắng gì vậy? Hứa anh hùng đúng là hứa anh hùng. Chẳng trách Thảo Mộc Lan yêu cậu nhiều như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Yên tâm, tôi không bán rẻ người yêu của cô đâu. Cậu có thể cho tôi xin chữ ký làm kỷ niệm được không? Được. Ký chỗ nào vậy? Tên của anh là gì? Tên tôi là Hồng Đại Ca. Mọi người đều quen biết nhau cả rồi, gọi tên là được rồi. Đại ca, ngoan. Anh là ai chứ? Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Thần kinh à, ai hợp tác vui vẻ với anh chứ? Tôi là điệp viên số 1 đấy. Từ bây giờ cậu là điệp viên số 4. Cầm một. Ai nói là tôi muốn làm điệp viên số 4? Chúng ta đi thôi. Đừng đi. Cậu đã ký hợp đồng rồi. Đây là chữ ký của cậu, đừng có chối nữa. Cậu xem rõ đi. 10 năm sống, 10 năm chết không tăng lương. Cuối năm không được nhân đôi lương. Đi làm ngay lập tức phục vụ đất nước. Rõ ràng là đang gài bẫy tôi. Đúng, là tôi cố ý đấy. Bọn người Nhật đang truy nã cậu kìa. Cậu không còn nơi nào để đi nữa đâu. Em hy vọng sẽ cùng anh phục vụ cho đất nước.
Được, sau khi kết thúc tuần trăng mật, nếu như tôi vẫn còn sức, tôi nhất định sẽ giúp anh. Không được, cậu phải thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức. Anh đùa sao? Tôi sẵn lòng nhưng Mộc Lan thì không. Cô ấy không quan tâm. Không tin thì cậu hỏi cô ấy đi. Mộc Lan. Mộc Lan, điệp viên số 3 còn phải đi làm nhiệm vụ khác nữa. Cô ấy là điệp viên số 3 sao? Cô ấy chưa nói với cậu biết sao? Cô ấy nói với tôi là dạy ở trường quân sự Hoàng Bộ. Đồ ngốc. Phụ nữ giống như gió thổi sạp treo đèn lồng. Là ý gì? Tôi cũng không biết. Đi thôi. Nói cho tôi biết đi. Chắc chắn anh biết ý nghĩa của câu nói đó. Vừa sợ gió, vừa sợ treo không tới, vừa sợ phóng mông. Phức tạp vậy cậu cũng không hiểu được đâu. Cậu ở đây đợi tôi. Có cần tôi giúp gì không? Cậu ăn mặc rách rưới như vậy không được vào trong đâu. Bánh mì nướng kiểu Pháp. Cậu đặt cược. Một đồng đại dương. Điều đó có nghĩa là tôi đặt cược một lần nữa. Vấn đề là anh chấp nhận hay không thôi. Vẫn là không nên đặt nó ở đây, để tránh cậu gian lận đổi bài. Đẩy cái bàn vào đây. Tới ngay. Cái bàn này không được đâu. Tôi cược hết. Tôi sẽ cược chân tay cậu và mông của ba cậu. Anh không thể bóc được bốn con ếch. Còn chưa biết được. Tôi thích ăn gà, chọi gà và ăn trộm gà. Tôi muốn đi toilet một chút. Cậu không được đi. Lỡ ai đó tấn công cậu khi cậu ở trong toilet, cậu sẽ bị đánh nếu gọi điện thoại. Cậu đừng nghĩ tới việc gọi người khác tới thay thế cậu và đặt cược với tôi. Cược xong ván này rồi cậu muốn đi đâu thì đi. Ngồi đi. Giết hắn. Thu súng lại. Được. Tôi đã được trời định là may mắn cả đời. Tôi theo. Giết hắn. Tôi cược vợ lớn, vợ bé của anh, dì, mẹ đỡ đầu, bảo mẫu, mẹ ruột của anh. Bất kỳ ai thua thì người đó và cả gia đình đều phải chết. Tôi đặt cược súng của bốn người hầu của anh. Khui bài đi. La Sâm, cậu thua chắc rồi. Lá bài của tôi là con ếch. Cậu an nghỉ đi. Lá bài của anh không phải là con ếch mà là một lá bài trắng. Vậy mà cũng không biết. Tôi không cần kiểm tra nữa. Bốn con ca thắng ba con ếch. Chấp nhận số phận đi. Chân tay tôi không cần nữa. Nổ ba tiếng súng cho tôi đi. Chết tiệt. Đứng im. Có giỏi thì nổ súng. Bảo họ đừng lộn xộn. Nổ súng đi. Giết hắn. Anh đến làm gì vậy? Có một nhiệm vụ đang chờ cậu. Bây giờ tôi đang ở trong kỳ nghỉ mà. Vậy cậu tự nấu nướng đi. Sao anh không giúp tôi vậy? Tại sao? Vì tình bạn đi. Ai là bạn bè với cậu chứ? Vậy hãy vì đất nước và dân tộc đi. Vậy thì càng phải đánh. Được rồi,
coi như là vì nhiệm vụ đi. Chẳng phải cậu đang trong kỳ nghỉ sao? Được rồi, tôi quỷ nó rồi, vậy còn nghe được. Mặc áo giáp sao? Giao cho anh đó, tôi đi trước đây. Số 1, mau tới cứu tôi với. Số 1, cứu tôi trước đã. Phi Long toàn phong. Anh đùa tôi đấy sao? Nói cậu là đùa đẻo cán. Không, tôi là đùa đẻo cán. Đi nhanh lên. Không được chạy. Nhảy xuống đi. Giết hắn. La Sâm, bên này. Đứng im. Còn đánh nữa, đi thôi. Hứa anh hùng, quay xe lại đây. Đứng lại. Đứng lại. Anh béo, nhiệm vụ của anh thì anh tự làm đi. Lần này không phải tầm thường đâu. Thân phận của tôi đã bị bại lộ rồi. Người Nhật biết tôi còn nhiều hơn Toshiro Mifune. Vì vậy, đành phải để các cậu đi. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Các cậu đã nghe qua, quỹ cứu quốc trị giá 5 tỷ được gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ chưa? Nghe rồi, chưa nghe. Người duy nhất biết mật khẩu của tài khoản đó là Tài Thần. Anh ta đã bị người Nhật bắt đi rồi. Nhưng may là thân phận của anh ấy vẫn chưa bị phát hiện. Có điều là có một đặc vụ người Nhật rất tinh thông nhẫn thuật, gọi là Heiki Saicho. Hắn ta đã thấy Tài Thần. Chúng ta phải cứu được Tài Thần trước khi Heiki Saicho tìm ra cậu ấy. Tài Thần bị giam ở đâu? Chính là ở trại tập trung mà cậu vừa trốn thoát. Cái gì? Vì cậu là người quen thuộc với trại tập trung nên mới cần cậu giúp để cứu Tài Thần. Khó khăn lắm mới thoát ra được. Giờ anh lại bảo tôi quay lại đó sao? Chúng ta phải đưa cậu ấy ra ngoài càng sớm càng tốt, không để tiền rơi vào tay bọn Nhật được. Miễn bàn. Thảo Mộc Lan đã dùng thân phận khác trà trộn vào trại tập trung. Nếu cậu không đi, cô ấy có khả năng bị người Nhật cưỡng hiếp, thả về, hiếp dâm tập thể. Cậu nghĩ kỹ đi. Anh đừng lý họ Hồng nữa, đổi thành họ Hàng đi. Làm sao bọn tôi biết ai là Tài Thần? Ám ngữ là Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Ai nói câu tiếp theo thì đó là Tài Thần. Thảo Mộc Lan có biệt danh là Bách Biến Lan. Cô ấy quá trang rất đỉnh. Cô ấy xuất hiện với thân phận là gì tôi không biết, nhưng cô ấy nói với tôi hôn cậu là cảm giác độc nhất vô nhị. Cậu hôn người nào có cảm giác đó là chính là cô ấy. Không ngờ cậu phong lưu như vậy. Rảnh thì dạy tôi với. Chúng tôi đi liều mạng, còn anh đi hưởng phúc. Tôi chịu trách nhiệm ngăn cản Heiki đến trại 732. Chúng ta mỗi người một việc, hy vọng sớm tìm được Tài Thần. Người đến rồi kìa. Quan nghênh đại tá. Đó chẳng phải là Hứa Anh Hùng sao? Đúng vậy. Trước kia cánh cổng đó được làm bằng gỗ.
quay lại đây hưởng tuần trăng mật hả? Lại đây. Phiên đại tá, 6 tù nhân này bị giam cầm với chiếc khăn quàng đỏ, là phi hổ đội của không quân Trung Quốc, đều là những người ưu tú đến từ các tỉnh khác nhau. Trong kế hoạch sinh sản của hoàng quân, rất cần những người đàn ông Trung Quốc ưu tú đến và quan hệ với những người phụ nữ tuyệt nhất của chúng ta, để sinh ra một thế hệ nối dõi ưu tú vì thiên hoàng cai trị đất nước. Nhiệm vụ của mấy cậu là canh chừng 6 người đàn ông này để quan hệ với phụ nữ của chúng ta. Dạ rõ. 6 người các cậu ở đội bay nào? Giang Tô Thượng Hải Phi Hổ, tên Tiểu Hồng Mã. Quảng Đông Tân Hội Phi Hổ, tên Tiểu Tinh Đình. Quảng Tây Quế Lâm Phi Hổ Đội, tên Tiểu Điềm Điềm. Chiết Giang Ninh Ba Phi Hổ Đội, tên Tiểu Đinh Đan. Sơn Đông Tây Nam Phi Hổ Đội, tên Tiểu Ô Quy. Tân Cương Ô Lỗ Mộc Tề, tên Ngô Nhĩ Khai Lựu. Lùng vậy mà cũng được đi lính hả? Dũng dĩ tôi cũng cao lớn và dũng mạnh như các anh, nhưng gần đây tôi mới chịu tra tấn và nghiền nát nên mới mập và lùn như vậy. Ám hiệu này tôi cũng hiểu. Cùng nhau hát nào. Câm mồm. Muốn hỏi thì phải giơ tay trước. Mày, tên mặc áo xanh, ra đây. Ra đây. Mày biết lý do tại sao không? Lần sau mày còn trốn nữa, tao cho người khiêng xác của mày ra. Đại tá đúng là võ công cải thế, vừa đưa chân ra hắn đã té ngã rồi. Đại tá là thiên hạ vô địch, chỉ cần đưa chân ra là làm đứt kinh mạch của hắn. Tất cả các người ở đây phải tuân thủ nội quy và không được phạm lỗi. Ở trong trại 732 này dưới quyền của tôi, chỉ có chết mới có thể ra khỏi nơi này. Cùng bổn thiếu tá. Vâng, lập tức phân bổ doanh trại cho họ. Bây giờ tôi sẽ chỉ định doanh trại. Phi hổ đội được hợp nhất vào trại C. Dạ, rõ. Phi hổ đội hợp nhất vào trại C. Chúng tôi là quân nhân cấp A, không thể sống ở doanh trại cấp C được. Được, vậy chúng tôi đáp ứng cho các cậu. Muốn sống ở trại A thì phải xem cậu có đủ sức không. Qua đó đánh bại bọn họ thì có thể ở khu A. Cố gắng hết sức, chết không hối tiếc. Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Tao là người Thái Lan. Hương Lý Lý, tao cũng là người Thái Lan. Mày là một tên khốn, tao chuyên đánh những tên khốn như mày. Từ từ, từ từ một chút. Để tao bái thần linh trước đã, có thể trì quả một chút không? Mày bái bao lâu? Nhanh thôi. Nhanh lên đi, chờ thêm chút nữa. Bái xong chưa? Còn quan đế nữa. Nhanh lên đi, chỉ còn mỗi quan âm nữa thôi. Thật đáng đời. Sau khi anh rời đi, họ đã gài thêm rất nhiều bẫy. Lính canh rất tinh mắt, bên ngoài gài mình khắp nơi. Nếu chạy trốn như lần trước thì chết 10 lần cũng chưa đủ. Nghiêm trọng vậy sao? Miên qua đường đâu? Cậu ấy rất thảm. Lần trước chỉ giúp cậu trốn thoát, bị bọn Nhật bắt đi. Ngày đánh đêm đánh, đánh thành góc luôn rồi. Bây giờ cậu ấy luôn nghĩ mình là một đứa trẻ.
Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, còn có mẹ như là có báo vật. Tệ hơn là cậu ấy coi tôi là mẹ mới đau chứ. Bà ơi, cháu muốn bú sữa bà ơi. Đi cho cậu ấy bú đi. Đến đây, đến đây. Nói như vậy, bọn vẫn có thể biết rằng Tài Thần đang ở trại 732. Chúng ta nhất định phải nhanh hơn họ. Người này là ai vậy? Sao giống cầu thủ bóng đá Đàm Giang Bích vậy? Có thể nói với họ không? Cậu có thể nói. Điệp viên số 2, tôi kêu cậu nói tên thôi. Đừng lo, có gì cứ nói thẳng. Anh em chúng tôi rất nghĩa khí. Được, đều là người Trung Quốc, tôi cũng không ngại nói thật. Nhiệm vụ cao cả của tôi là cứu Tài Thần ra. Còn nhiệm vụ của các anh là bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm, vì nước quên thân, xả thân vì chính nghĩa, hy sinh bản thân và cùng nhau hợp tác để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ý mọi người thế nào? Khi cứu được Tài Thần, các anh sẽ được chia 10% của 5 tỷ đô la Mỹ. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Một lần nữa chứng minh rằng bản chất con người là xấu xa. Để chào đón thành viên mới của trại chúng ta, tôi quyết định mời mọi người ăn thịt lợn kho và uống nước ngọt Hà Lan. Sơn Kê Tinh, thói quen ăn trộm của cậu vẫn chưa thay đổi sao? Mọi người lại đây cùng ăn nào. Vào đi, xếp hàng, mặt đối mặt với nhau, nhanh lên. Tôi chịu hết nổi rồi. Chào buổi tối. Trời ơi, ai cũng đẹp như tiên cả. Không được phép nhìn, bị điên sao? Đứng trước mặt vậy không nhìn cho được. Chúng ta phải nhắm mắt làm ngơ, nghe như không nghe. Hãy giữ vững lập trường, bảo vệ sự trong trắng của chúng ta. Mặc dù kẻ thù muốn gen của chúng ta, tuy chúng ta có gen tốt, nhưng không thể đáp ứng mong muốn của chúng được. Tuyệt đối không để họ được gen của chúng ta. Mọi người đều rất quyết tâm. Các người đẹp, hãy cho họ mở rộng tầm mắt đi nào. Hãy coi chúng như chân gà, chân ngỗng, chân giò. Các cậu không bị cám dỗ. Chiều thứ hai, hấp dẫn quá. Phải nghĩ chúng là đầu gối, đầu bò hoặc đầu lợn. Như vậy sẽ không bị cám dỗ. Chiều cuối cùng, nồi hấp nhỏ, gà nhồi, thịt nướng, thịt heo nướng, đầy đủ, đầy đặn, đầy đặn. Nếu cậu dám ăn, chúng tôi sẽ giết cậu. Thông minh lên. Thưởng thức hay không? Cẩn thận, bọn họ sẽ cưỡng hiếp các cậu đó. Bò còn muốn nước và không bao giờ cúi đầu. Nhưng tôi mệt và khát quá, rất dễ cúi đầu. Đồ không biết xấu hổ. Cậu nói đúng, làm người ai mà không có lỗi lầm. Không biết xấu hổ chỉ là một khuyết điểm nhỏ thôi mà. Tôi không biết ba cậu đã dạy cậu như thế nào, nhưng cha tôi dạy là không được lãng phí. Chúng tôi ra ngoài trước, các cậu từ từ thưởng thức đi. Cảm ơn. Đi thông thả. Đến lúc này, tôi kể cho mọi người một bí mật lớn của tôi nhé. Kể đi. Thật ra tôi bị chứng động kinh di truyền bẩm sinh. Tôi xin cậu hãy để tôi hy sinh đi. Hãy để tôi cùng một người phụ nữ trong số đó phát sinh quan hệ đi. Tôi xấu xí, thân hình mập mạp, người đã ngốc rồi còn mắc chứng động kinh nữa chứ. Tôi rất tự tin. Biến thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Nhật Bản toàn là quái thai, dị dạng chưa từng có. Những kẻ ngốc nhất và bị động kinh, tôi nhất định sẽ biến con cháu đời sau của Nhật Bản mang gen kém chất lượng nhất. Mọi người hãy cân nhắc và cho tôi một cơ hội đi, có được không? Cho tôi góp một phần nhỏ cho đất nước của mình. Ý kiến của mọi người thế nào? Theo tôi biết thì không có máy bay nào ở Tân Cương cả. Cậu nói dối, cậu đang nói dối. Càng không có Phi Hổ đội. Vì vậy chắc chắn cậu ta là kẻ mạo danh. Người này nhất định là rất tinh ranh. Không sai, lỡ như sau này để mấy tên Nhật Bản kế thừa sự tinh ranh, thì người Trung Quốc chúng ta có còn điều gì nữa không? Không được. Tôi rất yếu đuối. Nếu họ cưỡng hiếp tôi thì tôi không có khả năng phản kháng. Đừng lo. Nếu anh thật sự không thể chịu đựng được thì tôi sẽ thiến anh. Tôi sẽ không để anh mất zin đâu. Bình tĩnh đi. Tôi thật lợi hại. Cuối cùng tôi đã cưỡng hiếp họ bằng mắt rồi.
Cấm di chuyển. Đứng lên. Kích động rồi, chúng ta có cần đi cứu tài thần nữa không? Tìm được cậu ấy rồi sao? Tìm được là tốt rồi. Nếu cả đời mà không phát tài thì chết đi còn hơn. Làm gì vậy? Nhất định là thịt nướng hôm qua trộm về không sạch rồi. Đùa sao? Anh ăn nhiều quá đau bụng thì đúng hơn đó. Cầm mồm đi. Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Sông núi Trường Trường, Trường Trường Trường. Tôi đối có hợp không? Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Ruột gì? Ruột gà, ruột ngỗng, ruột vịt. Muốn loại nào? Tùy anh. Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Cậu nhóc, ráng đọc sách nhiều hơn nha. Vạn Lý Trường Thành chỉ có 7.560 dặm. Từ Gia Phụ Quan đến Sơn Hải Quan chỉ có 594 dặm. Từ Quảng Châu đến Bắc Bình chỉ có 695 dặm. Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Chọc tức tôi đó hả? Bác sĩ đâu? Mua bài qua hả? Nguyên Quế vẫn là sản phẩm tốt mà. Tôi đau bụng. Không có thuốc. Hội chữ thập đỏ vẫn chưa gửi thuốc đến. Tôi đang muốn chết rồi đây. Cho tôi uống thuốc gì cũng được. Tôi có thuốc đâu mà đưa cho anh. Có chuyện gì? Thiếu tá, thuốc của chữ thập đỏ đã dùng hết rồi. Các loại thuốc khác đều dành cho lính của ta. Hắn ta đau bụng nhưng chúng ta không có thuốc cho hắn. Theo như hiệp ước Geneva thì không được ngược đãi tù binh chiến tranh. Chúng ta thực sự không có thuốc. Kê đại giai thuốc là được rồi. Dạ. Không nhất thiết hắn phải được chữa khỏi. Dạ, thiếu tá. Cẩn thận vỏ chuối đó. Kê đại vài loại thuốc là được rồi. Dạ. Trong bình này có thuốc. Sao mấy viên thuốc này to như mắt ngựa vậy? Uống hết một lần. Uống vậy cho mau hết. Không cần đợi đến sáng mai nữa. Cả tháng rồi mà vẫn chưa tìm được tài thần. Cũng không biết ai là Thảo Mộc Lan. Tên béo đó không cho cậu gợi ý nào sao? Anh ta nói cô ấy có cảm giác đặc biệt khi hôn cậu. Cậu hôn từng người một, hiểu chưa? Là anh ấy. Cậu có nhầm không vậy? Anh ta cười quyến rũ với anh kia. Tôi chắc chắn là anh ấy. Không thử cách này thì cả đời cậu không biết được đâu. Bắt đầu từ người này đi. Không vấn đề gì đâu. Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy giống Thảo Mộc Lan chút nào. Thật rắc rối. Thật sự phải hôn sao? Mong là thật. Nếu không tôi bóp cổ anh đấy. Nếu tin này truyền ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Tôi đến rồi. Trung Quốc, Trung Quốc. Ai? Sao phản lì vậy? Anh muốn sàm sỡ tôi hả? Không phải, tôi sợ anh lạnh nên đến đắp chăn cho anh đấy. Tôi xin lỗi đánh thức anh. Ngủ ngon. Không ngờ anh quan tâm tới tôi nhiều như vậy. Cảm ơn nha. Không có gì. Sao toàn thân của mình lại mềm nhũn khi anh ấy chạm vào ngực vậy chứ? Cứu tôi với. Còn la nữa tôi giết anh bây giờ. Hết cách rồi. Hôm nay lúc chúng ta ngủ gật, anh ấy lại lén quan hệ với những người phụ nữ kia rồi. Vì vậy chúng tôi không còn cách nào khác, lại biến anh thành thái giám cuối cùng của Trung Quốc. Cứu tôi với. Hoa mận nở khắp thế gian. Trời càng lạnh thì hoa càng nở.
Chào buổi sáng, đại tá, con dẹt đẹp quá. Tôi thay mặt cho toàn bộ quân lính tặng ngài. Báo cáo đại tá, có chuyện gì? Thư khẩn. Chào buổi sáng, đại tá. Thiên hoàng vạn tuế. Đó là ba tôi. Ba vạn tuế. Ba tôi qua đời rồi. Chết thật oanh liệt. Tôi được phái đến trại 732 vì nhận được thông tin đáng tin cậy. Người Trung Quốc đã huy động được rất nhiều tiền ở nước ngoài để chống lại hoàng quân của chúng ta. Số tiền này được bảo vệ bởi một mật khẩu, người có trách nhiệm giữ mật khẩu tên là Tài Thần. Tên Tài Thần này vô tình đã bị chúng ta bắt vào trại 732 rồi. Nếu chúng ta tìm được tên Tài Thần thì Trung Quốc sẽ không còn hy vọng nữa. Nhưng chúng tôi vẫn không biết Tài Thần là ai. Tôi và Nhị Phiên sẽ cố gắng hết sức để tìm ra Tài Thần, bắt hắn khai ra mật khẩu. Trung Quốc đã nghèo còn nghèo hơn. Đế quốc Nhật Bản sẽ càng hùng mạnh hơn. Muốn làm gì cũng được, bất khả chiến bại. Hôm nay hai người bắt đầu nhiệm vụ quan trọng này là một tổ chức bí mật. Nhất định phải tìm ra ai là Tài Thần. Đau chết tôi rồi. Nói dối. Các vị đồng bào, thức ăn trên bàn đều thuộc về mọi người. Không biết âm mưu gì đang xảy ra nữa. Kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt. Tôi không phải không muốn làm người Trung Quốc, mà là Trung Quốc đã không còn nữa. Vì vậy chúng ta phải biết chủ nhân tương lai của mình càng sớm càng tốt. Là ai đây chứ? Là hoàng quân Nhật Bản. Là hoàng quân Nhật Bản. Là chó. Dù cho các người không phục thì cũng không thay đổi vận mệnh được đâu. Hãy phục vụ cho hoàng quân đi. Hoàng quân cần thông tin của mọi người để tìm ra ai là Tài Thần. Cậu đoán xem ai là Tài Thần? Ai muốn làm mật thám cho hoàng quân thì gửi ám hiệu cho chúng tôi biết đi. Cho tôi một ám hiệu nho nhỏ nào. Tôi thấy bên trái có 5 người. Không những bên trái mà bên phải cũng có 3 người. Ám hiệu rất rõ ràng. Thật vinh dự khi được làm việc cho hoàng quân. Hoàng quân sẽ không bạc đãi với các cậu đâu. Người được chọn là mật thám giỏi nhất sẽ nhận được nhiều giải thưởng ngoài những món ngon này. Còn có phụ nữ đẹp. Cô ấy có thể ở bên cạnh các cậu mỗi đêm. Qua mỗi đêm chắc chắn các cậu sẽ không chịu nổi đâu. Ngoài ra còn có một giải thưởng tiền mặt 10 triệu cho các cậu tiêu tùy ý. Còn có một chiếc xe đạp Honda đời mới nữa. Giải vàng sẽ được trang sức vàng châu báu. Huy chương vàng được làm từ vàng nguyên chất. Có rất nhiều phúc lợi khi trở thành mật thám. Đừng ngại ngùng. Đưa ra giải cao như vậy chắc chắn chưa tìm ra Tài Thần. Có ai muốn gửi ám hiệu nữa không? Có hay không? Có hay không? Đừng nghe hắn nói dớ dẫn nữa. Hắn muốn làm cho quân ta phân tâm. Đồ hắn giang tay sai. Tất cả chúng tôi đều là những người yêu nước. Đừng cố gieo rắc sự bất hòa nữa. Trung Quốc nhất định hùng mạnh. Cầm mồm. Đánh người Trung Quốc sao? Đánh hắn. Người Trung Quốc đánh lại hắn. Mau dừng tay. Hắn ta đánh người. Bắt khứu áp đảng đi. Khứu áp đảng. Hành động anh dũng của anh. Tất cả chúng tôi đều tôn trọng sự dũng cảm của anh. Không có gì. Đừng khoa trương hành động dũng cảm của tôi. Tôi sẽ tự cao đấy. Khứu áp đảng. Anh ấy sẽ bị người ta đánh chết mất. Sao cậu không để tôi giúp một tay? Khứu áp đảng dũng cảm bằng cách này thật là đáng ghi. Dừng lại, nếu không ta bắn đó. Khứu áp đảng bị đánh kìa. Quả nhiên là một anh hùng. Đúng là món ngon nhất trần đời. Ngon quá đi. Đừng vội, ăn từ từ thôi. Ăn no rồi còn đi làm nhiệm vụ nữa. Là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Hưởng thụ tối cao sao? Đừng hỏi nữa. Ăn no rồi sẽ có ham muốn. Tặng mày một cô gái đẹp nha. Cảm ơn. Cảm ơn Nhất Phiên, Nhị Phiên nhiều. Bây giờ mày thấy lợi ích của việc trở thành Hán Giang chưa? Biết chứ. Tôi đã xác định trở thành Hán Giang từ khi tôi còn là một cậu bé rồi. Nhưng bố tôi cứ bắt tôi đọc sách Thánh Hiền. Sách Thánh Hiền có nói: quân tử bất lập nguy tường hạ. Hợp lý, chân lý.
Đúng là chân lý. Kêu nhỏ vậy, hét to lên. Họ đánh anh ấy tới nỗi giọng cũng run luôn rồi. Quả nhiên là một anh hùng. Cậu làm gì cho chúng tôi? Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Cậu chính là người hùng trong mắt họ. Là hai người chiếu cố tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, không bao giờ thay đổi cho đến lúc chết. Mọi người cùng nhau hưởng phú quý, đừng nói đến chữ chết. Nếu có một ngày cậu tìm ra ai là tài thần và biết được mật khẩu, thì mày sẽ làm gì? Phải lập tức báo cáo cho đại tá của hoàng quân. Đúng, báo cáo ngay lập tức. Không phải là với đại tá của hoàng quân, mà là hai anh, nhất phiên và nhị phiên. Quả nhiên rất thông minh. Từ nay gọi cậu là tam phiên nha. Cảm ơn. Không có tiếng gì cả. Bị đánh ngất xỉu rồi, đâu có la được. Sau 3 năm, con lợn nái cũng sẽ thành tinh. Lại nữa rồi, nhất định là tỉnh lại và đánh cho một trận nữa rồi. Quả là anh hùng. Nó lại hét dữ dội quá. Chờ chút nữa, nó lại làm thêm hiệp nữa. Hãy đưa phụ nữ cho nó sao? Dùng cái này. Ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi. Anh ấy chắc chắn đang bị thiến, thật bỉ ổi. Quả nhiên là anh hùng. Cậu là người ăn trộm giỏi nhất, nhưng so về mặt dũng cảm thì cậu không thể bằng cứu áp đảng. Cậu cũng ăn đồ trộm đấy. Ai vậy? Cứu áp đảng, thật đáng thương. Anh ấy bị đánh thành ra thế này rồi. Mặc dù dáng vẻ của cậu vẫn đáng ghét như trước, nhưng cậu đã là thần tượng trong lòng của tôi. Khi còn nhỏ, cậu đã trộm sữa của mẹ tôi, lớn lên thì trộm rượu của tôi. Nhưng tôi tha thứ cho cậu hết. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ chất lỏng nào trên người tôi đều là cho cậu hết. Không cần trộm, bảo đảm độ tươi. Cứu áp đảng, cậu muốn uống gì cứ nói. Đừng tung hô tôi như vậy. Nếu một mình tôi chết mà có thể đánh thức được hàng ngàn người Trung Quốc cũng đáng lắm. Anh có thể đánh thức được hàng ngàn người Trung Quốc, đặt đồng hồ báo thức là được rồi. Anh không có dính máu. Anh ấy chỉ đang nói đùa thôi. Anh đang nói gì vậy? Tôi thấy cứu áp đạn có chút khả nghi. Đừng quá tin tưởng anh ta. Cậu nói lời này họ sẽ nghĩ cậu là mật thám của Nhật đó. Tôi đã mắng anh ta rồi. Mẹ trở về rồi sao? Sao người mẹ toàn bụi giò heo và gà nướng vậy? Cũng tại mấy tên khốn Nhật Bản đó. Chúng tra tấn mẹ rất dã man. Chúng dùng xương heo đánh tôi, dùng cánh gà để đâm tôi. Để mẹ cho con bú nha. Những việc này sao để đàn ông làm được? Để tôi làm cho. Con ngồi xuống đi, mẹ cho con bú sữa. Cứu áp đảng, khổ cho anh rồi. Cho dù họ ép tôi như thế nào đánh tôi cũng sẽ không đầu hàng đâu. Mấy người mấy đó lại xuất hiện rồi. Phi hổ đội hành lễ với anh. Tôi không dám nhận đâu, đừng khách sáo. Anh hùng, nếu anh cần chúng tôi giúp đỡ, hoặc ai đó không tôn trọng anh, chỉ cần lên tiếng, chúng tôi sẽ đến giúp anh ngay lập tức. Cảm ơn. Cứu áp đảng à, ra ngoài đi dạo một chút đi. Nếu không sẽ bị khí huyết khó thông đấy. Nhưng giờ tôi chỉ đi được một chân. Ngồi nhiều cũng vô ích thôi, đi dạo đi. Không sao chứ, chân trái của tôi đã bị nó đánh què. Đừng lo lắng nữa, đợi chân của anh hồi phục, chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn. Làm sao để trốn thoát đây? Đào đường hầm. Là xâm. Cứu áp đảng ra nông nỗi này là vì chúng ta. Nói với anh ấy không sao đâu. Đúng vậy, vì các cậu mà tôi phải chịu khổ rất nhiều. Đường hầm ở đâu vậy? Chính là cái mà hứa anh hùng đã đào trước đây. Không phải là từ bỏ rồi sao? Sau khi anh bị lính Nhật bắt, chúng tôi đã đào tiếp. Có điều gì bí mật vậy? Không thể nói cho anh giúp viên nghe được sao? Cậu nói đi. Đồ hán gian tay sai, xúc phạm một người trung thành với hoàng quân. Bắt hắn về. Các người không được đánh anh ấy nữa. Muốn đánh thì đánh chúng tôi đi. Khốn kiếp, tao đánh người cũng cần mày quản sao? Kéo hắn đi. Đứng lại. Anh hùng, lại bắt anh chịu khổ một lần nữa rồi. Anh đã bị thương nặng rồi, sao có thể bị đánh nữa chứ? Mình tôi làm thì mình tôi chịu, để xem họ làm gì được tôi. Đồ hán gian, nô lệ, lôi hắn đi. Đồ hán gian, nô lệ, tôi không sợ các người đâu. Cho dù các người dùng xương heo đánh tôi, lấy cánh gà đâm tôi cũng không sợ đâu. Nhìn cái gì? Rõ ràng anh ấy bị thương ở chân trái mà. Sao bây giờ lại biến thành chân phải rồi? Có phát hiện gì mới không?
Bọn chúng đang đào một đường hầm và lên kế hoạch chạy trốn cùng nhau. Đào đường hầm liên quan gì tới chúng ta? Để cho chúng đi, quan trọng nhất là phải tìm được tài thần. Nhiều nhất là 1 năm rưỡi tôi sẽ tìm ra tài thần. Chúng tôi không có thời gian đâu. Một khi Heriki đến thì công lao tìm tài thần sẽ thuộc về anh ta. Mau nghĩ ra cách đi. Cho tôi ăn trước đi. Ăn xong sẽ nghĩ ra cách mà. Không cần nghĩ nữa. Đại tá, tôi muốn tìm ra tài thần trước sinh nhật của Thiên Hoàng. Chỉ có duy nhất một cách. Đại tá, tốt với các người như vậy, các người vẫn muốn chạy trốn sao? Bây giờ đường hầm đã đóng lại rồi. Đại tá không nhẫn nại được nữa. Trong số các người ai là tài thần, thú nhận đi. Nếu không nhận, 5 phút sẽ bắn chết 2 người. Bắt đầu tính giờ. Không cần hỏi nữa, tôi chính là tài thần. Tôi là tài thần. Tất cả họ đều không phải. Tôi mới là tài thần. Tôi là tài thần. Tôi là tài thần. Bị điên hết rồi. Hà cớ gì phải tìm đường chết? Trật tự. Bọn mày muốn chơi tao sao? Người đâu? Bắn chết Phi Hổ Độ. Dừng tay. Họ đều không phải là tài thần. Tôi mới là tài thần. Đợi đã. Mày tự nhận mình là tài thần sao? Vậy nói cho tao biết. Số tiền đó được cất giữ ở ngân hàng nào? Bao nhiêu? Ngân hàng Thụy Sĩ. 5,38 tỷ đô la Mỹ. Nhất Phiên. Dạ có. Đưa hắn về trụ sở ngay lập tức. Dạ. Người đâu? Đưa hắn về. Giải tán. Cô Dương, ở đây giao hết cho cô nhé. Tôi biết rồi. Đừng đánh tôi, đừng dọa tôi. Tôi rất dễ quên. Tốt nhất là ngâm một bình trà hương phổ nhị cho tôi. Thì có lẽ trí nhớ của tôi sẽ tốt hơn. Nếu ngoan ngoãn nói ra thì muốn gì cũng được. Đừng nóng vội, cứ nói từ từ. Chúng tôi sẽ lắng nghe kỹ. Mặc dù mật khẩu rất dài nhưng là dễ nhớ. 43 42 00 244 200 24. Lặp lại 8 lần. Rất dễ như một bài hát thôi mà. 43 42 00 244 200 24. Đại tá, mặc dù mật khẩu rất dài nhưng lại rất dễ nhớ. Các cậu còn nhớ rõ không? Rất rõ. Lôi hắn ra ngoài bắn. Đừng ra tay, đừng ra tay. Đừng kéo hắn đi. Đại tá, nếu hắn nói dối thì sao? Chẳng phải là mất đi tài thần luôn sao? Đừng giết hắn. Không phải bắn hắn ta, mà là 2 người. Tại sao? Làm sao có thể để nhiều người biết mật khẩu như vậy được? Chẳng phải 2 người nói sẽ mãi mãi trung thành với Thiên Hoàng sao? Đây là cơ hội tốt nhất của 2 người. Lôi ra ngoài. Đại tá, đừng mà. Người đâu? Nhanh chóng điều tra mật khẩu này là đúng hay sai. Gửi ngay cho cục tình báo khẩn cấp. Dạ. Tôi nghĩ mọi người trong trại nhất định rất hận tôi. Những gì anh vừa nói, đừng lo. Tôi sẽ không thất hứa đâu. Nếu không sau này sẽ không có ai dám nói thật với tôi nữa. Mất mát của tôi là rất lớn. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người trong trại sẽ ăn nên làm ra và sống tốt hơn. Thật ra, người Nhật chúng tôi không muốn biến người Trung Quốc thành nô lệ quốc gia, mà muốn cùng các cậu xây dựng một dòng kết nối, cùng thịnh vượng Đông Á mở rộng hơn. Cùng nhau thịnh vượng, bắt đầu từ tiểu đoàn 732 của chúng ta, càng nhiều người cung cấp thông tin cho chúng tôi và hưởng lợi từ chuyện này, sẽ đều là bạn tốt của Hoàng Quân, không bao giờ bạc đãi các cậu. Cảm ơn đại tá.
đứng ngoài canh gác đi. Ngồi xuống, uống tách trà trước đã. Chúng tôi sẽ không bất dính bất nghĩa, vì lợi ích mà quên đi chính nghĩa, thậm chí là độc ác và phản bội. Chúng ta có thể phản bội Anh, Mỹ, nhưng tuyệt đối không phải là Trung Quốc. Anh biết đấy, tôi đến đây chỉ để tìm tài thần. Tôi đã nói dối họ, làm sao biết được ai là tài thần? Tôi chỉ lừa họ thôi. Câm mồm, nếu tôi biết cậu là kẻ phản bội, tôi sẽ đánh chết cậu ta. Một gói bột thuốc mỗi ngày. Thuốc dạng lỏng. 3 lần một ngày. Cảm ơn bác sĩ. Anh đợi một chút. Giả giờ đau bụng. Anh bị đau bụng sao? Bụng tôi đau quá. Anh qua đây trước đi. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Thật sự là độc nhất vô nhị. Vẫn chưa tìm thấy tài thần sao? Tìm không thấy tài thần cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là tìm được nữ thần của anh. Chúng ta lại mất thêm 3 tỉnh nữa. Nhiều nơi đang cạn kiệt đan dược và lương thực. Nếu không tìm thấy tài thần, không thể nhận được quỹ cứu quốc. Rất có thể chúng ta sẽ mất nước đó. Anh thật sự không thể tìm thấy. Đúng rồi. Có khi nào anh ấy không được vào trại không? Không đời nào. Anh đã tìm hết doanh trại chưa? Chỉ có ký túc xá và trụ sở của lính Nhật và phòng tra tấn. Tìm cơ hội vào phòng tra tấn đi. Chúng ta khẩn trương tìm kiếm như vậy. Sao em không nhờ anh béo giúp đỡ? Anh ấy chịu trách nhiệm ngăn không cho Hedeki vào trại. Từ từ hưởng thụ nha. Thả tôi ra. Mọi người, toàn bộ thức ăn trên bàn đầy đều do người bạn cùng trại La Sâm mang đến cho mọi người. Các người nên cảm ơn cậu ấy. Nếu mật khẩu mà cậu ấy nói với chúng tôi là đúng, thì sẽ đảm bảo sau này mọi người sẽ có một cuộc sống tốt. Ai dám ăn, hắn ta ăn bao nhiêu, tôi đập cho nôn ra bấy nhiêu. Chúng ta không thèm ăn đồ ăn của bọn phản quốc. Đúng vậy. Nếu anh xông vào đánh thì anh sẽ có cơ hội vào phòng tra tấn đó. Trung Quốc vạn tuế, Trung Quốc vạn tuế.
lôi hắn vào phòng tra tấn. Giải đi. Giải tán. Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Rất dài, rất dài. Thật không chịu nổi. Biến đi, tên khốn này. Đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Tài thần, tài thần, mật khẩu là gì? Nói nhanh đi. Bây giờ tôi sẽ đi vào dụ hắn nói ra mọi thứ. Chút nữa cho dù có xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ nha. Dù tôi kêu cứu mạng cũng đừng lo lắng gì cả. Đây là khổ nhục kế. Đi mau. Lũ khốn Nhật Bản, các người sẽ không chết yên đâu. Mấy tên Nhật Bản đáng chết. Hứa Anh Hùng, anh cũng bị mắc kẹt ở đây sao? Mấy tên khốn Nhật Bản cứ nói rằng tôi biết tài thần ở đâu. Có quỷ mới biết. Thậm chí cậu cũng không biết mà. Cậu có biết không? Nhất định là cậu biết. Cậu nói với tôi đi. Tôi sẽ không nói với người khác. Tôi không biết đâu. Tôi chỉ biết rằng anh bị bắt trước, còn tôi bị bắt sau. Nhưng tại sao anh lại bị nhốt sau tôi? Những tên khốn Nhật Bản đó đã tra tấn và buộc phải thú tội và đánh tôi. Tóm lại là rất thảm, rất đau. Nhưng sao tôi lại ngửi thấy mùi xì gà và bào ngư chứ? Họ đốt tôi bằng xì gà và đánh tôi bằng bào ngư sống. Nhưng tôi không khai ra cậu và La Sâm. Chúng có dùng nước hoa để nhấn chìm anh không? Anh giải thích chuyện này thế nào đây? Thật sự rất bi thảm. Chúng cũng dùng móng tay déo thịt tôi. Anh là Hán Giang. Tôi không phải, tôi là thanh niên yêu nước. Vậy thì tôi đánh những thanh niên yêu nước. Đi chết đi. Cấm đồng đậy, nếu không tôi giết anh đấy. Cứu tôi với. Làm gì đó? Bên trong kêu cứu. Anh ta nói rằng chúng ta không cần phải lo lắng. Quên rồi à? Tôi quên mất. Anh có phải là một thanh niên yêu nước không? Tôi là một kẻ phản bội. Tôi không là kẻ phản bội nữa. Hình xăm này không thể xóa. Nếu sau này anh trở thành kẻ phản bội trong tương lai, tôi sẽ rạch mặt anh ra. Anh nghĩ rằng tôi không sợ chết sao? 3 ngày trước, có người nói với tôi ở trụ sở chính, anh ta là tài thần, cũng cho biết mật khẩu rút tiền của tài khoản bí mật. 4 ngày sau, tức là hôm nay, hoàng quân của chúng tôi đã thông qua tài khoản ở Thụy Sĩ. Mật khẩu rút tiền là đúng. Đồ Hán Giang quốc tế. Bây giờ tôi đại diện cho Thiên Hoàng, gửi đến người đã cung cấp số tiền khổng lồ này cho hoàng quân, đó là La Sâm. Bây giờ, mọi người hãy tham gia tiệc đi. Mọi người vẫn có thể thưởng thức món ăn như những ngày qua. Thiên Hoàng quyết định vào đêm sinh nhật của mình có một lễ kỷ niệm để tôn vinh và cùng tận hưởng. Tất cả các màn trình diễn sẽ do các bạn chịu trách nhiệm. Đây là niềm vinh dự của mọi người. Giải tán. Giải tán. Người đâu? Thả Hứa Anh Hùng ra, đưa Khứu Áp Đảng đến đây. Dạ. Các người canh giữ ở cửa.
kéo rèm cửa xuống. Các anh đừng bốc đồng. Chúng tôi không phải bốc đồng mà là kích động. Giết kẻ phản bội cho đất nước là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu các anh tin hắn ta là các anh bị lừa rồi. Căn bản mật khẩu là giả, điều đó là vô lý với tôi. Còn coi đại tá là trẻ con hay coi chúng tôi là trẻ con? Muốn tôi tin anh sao? Tại không biết xấu hổ. Phản bội tổ quốc và hàng ngàn đồng bào, tôi hận anh. Mặc dù tôi cũng không tốt lành gì, nhưng mà tôi cũng rất yêu nước. Không trung thành, đánh cho đánh chết. Đóng cửa trước, rồi để đánh hắn sau. Bắt đầu. Trời ơi, đánh cả phụ nữ kìa. Phi hổ đội, bắt hắn lại. Đánh chết hắn. Đánh hắn. Đại tá muốn gặp cậu. Làm gì? Gặp tôi làm gì? Tôi không có gì để nói với ông ấy cả. Đi, tôi thực sự không biết gì cả. Đưa cậu ta về trụ sở trước. Để tôi đi tắm trước đã. Miên qua đường, họ đóng kín cửa làm gì vậy? Họ nói rằng họ muốn đánh người anh em của anh. Tại sao? Không biết, không quan trọng. Đánh đập anh trai, tệ nhất là chết rồi. Cậu làm gì vậy? Mở cửa. Mở cửa. Đừng để hắn chạy thoát. Không có ai bên trong đâu. Chết tiệt, ngay cả phụ nữ cũng dám đánh. Mở cửa đi. Dừng tay. Ra ngoài đi. Dừng tay. Sao vậy, sao vậy? Ra ngoài đi, tôi sợ quá. Hiểu lầm Lai Sâm rồi, anh ấy không phải là kẻ phản bội. Thì ra anh cùng phe với hắn ta. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Bảo họ dừng lại đi, dừng lại đi. Dừng lại, tất cả dừng lại. Hứa anh hùng, đừng ngăn cản chúng tôi trừ hại cho đất nước. Nếu anh muốn giết La Sâm, hãy giết tôi trước đi. Bản quốc cậu Vinh phải chết. Hãy nghe tôi nói, tài thần đã chết. Tôi đã gặp anh ấy. Tôi đã nhìn thấy anh ấy lần cuối trong phòng tra tấn. Vì vậy, anh ấy không phản bội đất nước của mình để hưởng lợi. Càng không phải là tài thần. Có bằng chứng nào cho thấy anh đã gặp tài thần? Tôi không có bằng chứng nào. Nhưng khi anh ấy chết, anh ấy cầm trên tay hai chiếc lông vũ này. Anh nhìn đi. Đây có thể là một manh mối cho quỷ cứu quốc. Nhìn những sợi lông này thì không phải là của chúng ta. Tại sao tên chỉ huy Nhật Bản nói rằng mật mã là đúng? Hắn chắc chắn muốn chúng ta xảy ra nội chiến. Hy vọng chúng ta có thể chiến đấu với nhau và tìm ra ai là tài thần. Tại sao tôi phải tin? Nếu là Sâm là kẻ phản bội, anh có thể giết tôi trước. Vậy tại sao anh lại mạo danh là tài thần? Là Sâm không muốn bất kỳ ai hy sinh một cách vô tội. Nếu anh ấy không tiến lên nhận thì các người đã bị bắn từ lâu. May mà anh nói sớm, nếu không anh ấy đã chết từ lâu rồi. Anh ấy chết mà chưa nói ra mật khẩu. Khi hấp hối, anh ấy cầm trên tay hai chiếc lông vũ. Anh chắc chắn rằng trong trại không ai nuôi chim cả. Có thể anh ấy đã để lại dấu hiệu của mật khẩu trước khi chết. La Sâm nói rằng anh ấy nhớ rằng có một con vẹt trong trụ sở chính. Để vào trụ sở, chỉ có thể dựa vào em rồi. Có ai không? Vạn lý trường thành, vạn lý trường, càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. Có khi nào có con thứ hai không ta? Vạn lý trường thành, vạn lý trường, đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Vạn lý trường thành, vạn lý trường. Không nói đâu, sao vậy? Nói đi. Nói đi, nói đi. Ai vậy? Cô vào đây làm gì? Vừa rồi có một cán bộ cao cấp đến khám bệnh, nhưng quên lấy thuốc.
Tôi đến đây gửi thuốc cho anh ấy. Ai ngờ vào đây không tìm thấy anh ấy. Mật khẩu tuy dài nhưng rất dễ nhớ. 43420. Đừng làm ồn. Đừng đánh tôi im lặng. Nó rất dễ thương và nói nhiều. Con chim này thật sự rất đẹp và thông minh. Trước đây tôi cũng đã từng nuôi một con. Báo cáo đại tá, lồng chim vàng đã làm xong rồi. Thay lồng chim mới đi, cẩn thận một chút. Nó rụng sợi lông nào tôi sẽ giết cậu đó. Dạ. Thuốc này cô muốn đưa cho ai? Tôi sẽ đưa giùm cho cô. Tôi phải nhìn mặt mới nhận ra anh ấy, để tôi tự tìm là được rồi. Đợi đã. Lễ kỷ niệm sinh nhật của hoàng đế, cô có thể làm bàn nhảy của tôi được không? Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho cô. Cô còn xem xét điều gì nữa? Không có, cảm ơn đại tá. Tôi về làm việc tiếp. Tất cả các vệ sĩ ở đâu? Ai vào cũng không biết. Sau này cử thêm nhiều vệ sĩ đến bảo vệ trụ sở chính. Bất cứ ai rời khỏi vị trí cũng sẽ bị xử bắn. Dạ. Tại sao họ lại đến đây? Tôi nghĩ rằng con vẹt đó không dễ dàng trộm được bây giờ đâu. Thời điểm tốt nhất là đợi đến đêm của lễ kỷ niệm, để tránh liên quan đến những người vô tội. Chúng ta phải tìm cách đuổi những người khác đi. Em nói rất đúng. Còn nữa, hồi nãy em ở bên ngoài thấy Quan Đông Tam Hổ. Nhóm người này tùy tiện giết người. Một khi họ xuất hiện sẽ không có điều gì tốt đẹp. Anh phải cẩn thận. Anh hiểu rồi. Đại xà, chúng ta đang làm gì ở đây? Hóng gió. Hóng gió sao? Không có gió thổi thì hóng gió kiểu gì? Im lặng. Coi chừng bọn Nhật nghe thấy giờ. Đừng có ồn ào nữa. Nếu ai có đề xuất gì, hãy giơ tay lên rồi nói. Thương nữ bức tri dông quốc, hận á hậu đình do mài đậu hũ qua. Cách ngàn do sướng hậu đình qua. Ngã áp thập qua, qua tiện thập ma qua. Ngã quản nhĩ tiền biên qua. Câm miệng, tôi thích qua đậu hũ. Tôi từng buôn lậu lợn từ Khúc Giang đến Thượng Hải, cũng có kinh nghiệm phong phú. Tôi nghĩ bọn buôn lợn cũng giống như buôn lậu người. Làm thế nào để buôn lậu? Nói tôi biết giới. Phương pháp rất đơn giản, phân chia lợn đực và lợn nái. Heo đực không được hôn heo nái. Sẽ không có ghen tuông và gây nhầm lẫn. Điều quan trọng nhất là không cho nó ăn no. Nếu chúng no, chúng sẽ tè trên đường đi và dễ bị theo dõi. Người tiếp theo. Phần chính còn chưa được đề cập mà. Người tiếp theo. Tôi hy vọng mọi người nói điều gì đó mang tính thực tế một chút và suy nghĩ kỹ trước khi nói. Hứa anh hùng, chúng ta có thể sử dụng phanh tĩnh không? Còn nói nghe thử, chúng ta không động thủ, xem hắn có giết chúng ta không? Người tiếp theo. Hứa anh hùng. Miên qua đường, cậu cũng có ý kiến sao? Đúng vậy, tôi muốn uống sữa. Miên qua đường, đừng cản trở cuộc trò chuyện của các chú. Chúng ta uống sữa đi. Xong ra chiến đấu luôn, đừng lãng phí máu như vậy chứ. Tốt hơn là nên quyên góp cho hội chữ thập đỏ. Im đi. Thà chết còn hơn không được tự do. Thà dùng dao đâm vào đùi. Muốn đi, biết hay không? Không biết, ngủ sớm đi nha. Tốt, thật tốt khi không ai muốn chết cả. Im đi, mọi người im lặng một chút có được không? Im lặng đi. Bởi vì mọi người không có gợi ý nào hay, nên tôi đề nghị La Sâm có toàn quyền lên kế hoạch cho hành động này. Chúng tôi không tin anh ta chút nào. Tại sao anh không tin anh ấy? Hán Giang là những người khác, có cần tôi nói ra không? Nói ra đi, để chúng tôi giết hắn. Đừng nói về những thứ không liên quan nữa. Hãy lắng nghe La Sâm nói đi. Câm miệng, đừng nói gì cả. Hãy nghe anh ấy nói trước. Đừng làm ồn. Hãy lắng nghe anh ấy trước. Lần này tìm tài thần, cần đồng tâm hiệp lực mới thành công được. Tôi sẽ giải thích toàn bộ kế hoạch cho các anh từ từ. Trước hết, chúng ta phải tìm cách đưa những trẻ em, người bị thương và những người không thể giúp anh em của chúng ta ra trại, để tránh làm tổn thương những người đồng hương vô tội khi chúng ta mắc sai lầm. Có đề xuất nào khác không? Tốt hơn hết, bạn nên đào một đường hầm và để chúng đi trước. Bây giờ mới đào sao? Quá muộn rồi. Đáng tiếc là cái mà tôi đào lần trước đã bị lính Nhật lấp. Nếu tôi biết là ai cung cấp thông tin, tôi sẽ tự tay giết hắn. Khứu áp đảng, anh làm sao vậy? Tôi thấy mọi người đều đồng tình, tôi rất cảm động.
Chúng tôi đã đào một đường hầm. Nếu một người giúp đỡ thì nó sẽ sớm hoàn thành thôi. Chúng ta cùng nhau đào. Hứa anh hùng, các anh thảo luận như thế nào rồi? Thảo Mộc Lan, La Sâm và anh đã quyết định khi bọn anh lên biểu diễn thì em đến gặp tài thần. Bọn anh đi để trả tự do cho các tù nhân. Được. Chú ý. Nghiêm. Cô Dương à, phiền cô tiếp đãi ba vị phu nhân. Để tuyên dương đế quốc Nhật Bản vĩ đại của chúng ta, sẽ không ngược đãi những tù nhân. Tất cả bom mìn sẽ được chuyển khỏi địa điểm vào tối nay. Tìm thấy tài thần chưa? Vẫn chưa. Đây là mật lệnh của Thiên Hoàng, hãy làm theo hướng dẫn. Dạ. Ba vị phu nhân, mời đi bên này. Chương trình của ngày hôm nay được tạo ra bởi những tù nhân của chúng tôi, đều do họ tự dựng nên. Sao rồi? Đang trên đường đi. Tình hình bên ngoài thế nào? An toàn. La Sâm, bao nhiêu người đã đi rồi? Mới bắt đầu thôi. Nhanh lên, tôi sợ không kịp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tạm biệt, tạm biệt. Làm gì vậy? Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Tại sao lại ăn mặc như vậy? Tôi chỉ muốn ăn cắp hai chai rượu ngoại để kỷ niệm chiến dịch thành công. Sao đánh tôi đau quá vậy? Tự nhiên mặc đồ này làm gì? Bị đánh phải rồi. Mộc Lan, có chuyện gì? Mọi thứ đã thay đổi rồi. Quan Đông Tam Hổ đã đến, kế hoạch có thể thay đổi, hành động cẩn thận. Đế quốc Nhật Bản vĩ đại của chúng ta là quốc gia mạnh nhất, là con trai của thần mặt trời. Thần mặt trời đã giao cho chúng ta trách nhiệm cai trị thế giới. Chúng ta chỉ có thể thành công, chứ không thể thất bại. Đêm nay, doanh trại 732 bắt đầu lúc 12 giờ đêm. Giết tất cả những người trong trại, không để sót bất kỳ ai, dù là con chó hay là con gà. Đây là mật lệnh của Thiên Hoàng. Dạ. Cẩn thận, nhanh lên. Cẩn thận đó. Nhanh lên một chút. Có quân Nhật, tránh ra. Các người không thể vào. Đây là khu vực cấm, các người không được vào. Đánh người, đánh người. Tại sao đánh người? Xin lỗi, cậu ấy bị điên. Đi chơi mà không biết nhảy. Có người bên trong. Tránh ra. Các người làm gì vậy? Thái độ. Ra ngoài. Ra ngoài. Làm gì vậy? Làm gì ở đây? Thay quần áo, đi ra và đứng sang một bên. Không xong rồi, không xong rồi. Có chuyện gì? Đại tá nói, nếu họ không ra ngoài biểu diễn sẽ giết tôi. Mày ra trước đi. Dạ. Còn không mau trang điểm ra ngoài biểu diễn đi. La Sâm, tôi đã thấy một đội quân lớn ở bên ngoài. Hắn nói sẽ giết tất cả những người trong trại của chúng ta. Phải làm sao đây? Chúng ta phải hành động sớm hơn. Cậu đi giải quyết bọn Nhật bên ngoài đi. Cẩn thận. Tạm biệt. Cẩn thận. Tạm biệt.
Hứa anh hùng, có một vài tên lính Nhật Bản, tôi phải làm sao đây? Anh đi hút dầu, tôi có trách nhiệm sửa chữa chúng. Được. Đầu tiên, hãy đối phó với mấy tên ở bên chòi trước. Đừng cản tôi, hành động sớm. Có chuyện gì, hành động đi. Có chuyện gì vậy? Tôi yêu cầu Thảo Mộc Lan lập tức đi tìm tài thần. Giả giờ làm việc. Trời sáng rồi. Trời sáng rồi. Đại tá, bụng tôi hơi khó chịu, muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Có cần tôi đi cùng cô không? Không cần đâu, tôi đi lấy một ít thuốc là được rồi. Cô cẩn thận đó. Chết hết rồi. Mau thay quần áo đi. Lại xăm phải làm sao đây? Đến lượt chúng ta đi rồi. Đừng nói nữa, mau thay đồ đi. Chúng tôi còn phải biểu diễn nữa. Khi nào anh mới đi? Các anh thật không có nghĩa khí. Đừng để những người khác đi trước. Ồ mau cái gì, thay đồ đi. Tôi sợ. Thay đồ đi. Tôi đi đến trụ sở chính. Mau đi đối phó với hai bảo vệ ở cửa. Nếu mọi phụ nữ đều giống nhau thì chúng ta đâu cần tìm những người phụ nữ khác. Đúng vậy. Ai vậy? Mau lên đi. Ngô Dĩ khai lựu đâu? Sao cậu chậm vậy? Ô Quy là chậm mà. Đứng lên, nhanh lên. Người Trung Quốc rất lạc quan. Nước ngập tới chân rồi mà vẫn vui vẻ. Tôi thắng cô rồi. Lần nào cũng là tôi. Nhanh lên, đến lượt các cô rồi. Màn trình diễn đầu tiên là con rùa lật ngửa, lật qua, lật lại, lật với tốc độ cực nhanh. Màn biểu diễn thứ hai là hổ gọi gà. Gà gọi tôi hả? Qua đây. Có chuyện gì, quỳ xuống đi. Tôi là gà trống, sao quỳ được? Chỉ dùng miệng chứ không dùng tay. Báo cáo chỉ huy. Người phụ nữ của cậu đâu rồi? Cô ấy cảm thấy không thoải mái, đi trước rồi. Tôi sẽ tìm cô ấy quay trở lại. Tài thần, mật khẩu của ngân hàng là gì? Nói đi. Nói đi. Còn không chịu nói, tôi giết cậu giờ. Giết tôi đi. Ôm xì dầu rất ngon. Không ngờ mày cũng là đồ phản quốc. Cô thậm chí còn không nói ám hiệu với tôi. Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường. Đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Dội vàng những đám mây đen. Nói đi, sao vậy, nói có một nửa. Nói. Không được nói, đồ ngốc, lính Nhật đang vô kìa. Quá ra con vẹt là tài thần. Đứng im, cô không thể mang con vẹt đi. Nếu không có nó, đất nước của chúng tôi sẽ diệt vong. Nếu cô mang nó đi, tôi sẽ là kẻ phản quốc. Tốt thôi, mọi người đều là chủ. Và chúng ta nên đi theo con đường của riêng mình. Đón lấy tài thần. Đón lấy tài thần. Đón lấy tài thần.
Anh hài lòng chưa? Mọi người đều không thể có được tài thần. Đừng lừa tôi. Cô sẽ không dễ dàng để tôi giết nó. Chắc chắn không phải là tài thần. Tôi mới là tài thần. Cẩn thận. Ngươi là ai? Là ta. Đi chết đi, bị anh dọa sợ chết rồi. Đừng nói nữa, cô đã tìm thấy tài thần rồi hả? Tìm thấy rồi, ở đây, chúng ta đi thôi. Hứa anh hùng đâu? Cô chỉ nghĩ đến Hứa anh hùng thôi. Tôi đi đối phó với bọn chúng. Lát nữa đi uống rượu nha. Tới lượt em đó. Anh là ai? Đi chết đi. Nhanh lên. Các người làm gì vậy? Đứng lại. Các vị, họ sẽ nhảy qua vòng tròn lớn, rồi nhảy qua vòng tròn nhỏ. Xếp hàng, nhảy. Nhảy đi, nhanh lên. Cậu nhảy trước, nhảy đi. Đi ra ngoài và giết tất cả chúng. Giết chúng. Chặn chúng lại. Chỉ có cậu mới có thể nhảy. Nếu cậu có điều gì muốn nói thì hãy nói với ông ấy. Ngưỡng mộ danh tiếng của mày đã lâu. Bọn tao là hộ vệ đợi thứ năm Thiếu Lâm. Bây giờ bọn tao sẽ cho mày thấy sơ lược về Thiếu Lâm đã thất truyền hàng ngàn năm, hàng ngàn động vật và con thú với những cú đấm phép màu. Khách gia kim bài diêm kê mã, sang tay chỉ lộc di mã, á vàng môn đích chủ chu đại thỏ, rùa kim tiễn Bắc Kinh. Ngoài ra còn có nhân quyền của Trung Quốc. Đúng vậy, là nhân quyền. Đánh hắn. Xuyên qua hồ điệp. Chuyển. Chân cầm dị thú Đông Phương Toàn Phong chuyển. Có cần tao đỡ vậy không? Nhanh lên đi. Đứng lại. Muốn đi sao? Đâu có dễ như vậy. Mang túi vải đó qua đây. Nè, anh khỏe không? Đi, đi nhanh lên. Sao còn chưa xuống? Cậu đi trước đi, tôi đi giúp họ. Để tôi xuống trước. Việc này khó giải quyết, giao cho cậu đó. Anh có muốn đổi sang một chiếc mũ màu xanh lá cây không?
Tên béo kia, anh còn không mau đi, thuốc nổ đều được giấu ở đây, nó sắp nổ tung rồi. Họ thế nào rồi? Tất cả đang chờ anh bên ngoài. Đi nhanh. Thảo Mộc Lan, em đang ở đâu? Thảo Mộc Lan, chúng tôi ở đây. Sang kia tin, mau dừng lại. Hứa anh hùng, Thảo Mộc Lan. Lên xe nhanh đi. Tài thần ở đâu? Bên trong đó. Nóng chết tôi rồi. Nói mật khẩu cho mọi người nghe đi có được không? Thấy các bạn vất vả rồi, để tôi nói cho các bạn nghe. Vạn lý trường thành, vạn lý trường, đồng tâm hiệp lực đắp non sông. Xung khai ô dân tình thiên vật, sang cao thủy đê khiến ngưu dương. Gạt bỏ những đám mây tăm tối và chăn dắt đàn gia súc và đàn cừu vào một ngày nắng đẹp. Tốt quá, thành công rồi.